Ôi, nhiều quá không biết làm sao luôn hả Xuân Hạ? Hồi nãy là con chưa đổ gì nhiều mà con đổ rắn. Ừ, đổ trơn luôn nè. Rồi xoay vòng vòng luôn. Để cái này ra mình xoay vòng vòng luôn là chơi đã không? Mê rồi. Lo bị kẹt rồi. Nó hớt không biết làm sao. Dạ, không biết sao cho hết à. Đùa le em. Nhiều quá. Ôm cái thùng đó hả? Dạ. Biết luôn cái thùng quá trời luôn là. Trời ơi. Ôi cần cái miệng thì cạp hai tay hai trái. Hai tay hai ươm. Hai tay hai trái hai con. Hả? Đã chưa? Hai tay hai cái. Để chân chút lên không? Để xếp ra con. Xếp ra đây. Xếp ra đây. Ôi đã quá. Mê đi luôn. Ôi nó thấy nhiều quá nó không biết làm sao. Dạ. Mê quá. 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 Thấy nhiều quá không biết làm sao. Mê ly luôn rồi kìa. Hai tay hai trái. Cái miệng nữa.